Giữa ban ngày, trèo qua cổng rào nhà dân lấy trộm tài sản hàng chục triệu đồng, thanh niên bị tuyên phạt mức án 1 năm 6 tháng tù giam. Vụ án đã được Tòa án Nhân dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử vào sáng ngày 8 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo Lê Thanh Tính, 35 tuổi, ngụ xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc. Theo cáo trạng, vào khoảng 14 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2022, Tính điều khiển xe máy đến trước một hộ không số ở ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, thấy nhà khóa cổng rào, nhưng cửa nhà còn mở, nên Tính liền trèo qua cửa rào vào bên trong lấy trộm một cái bóp có nhiều tiền bên trong, một laptop, hai điện thoại di động. Khi vừa trèo qua cổng rào định tẩu thoát thì chủ nhà phát hiện truy hô, người dân gần đó đã ập vào bắt giữ Tính giao cho cơ quan công an. Tổng giá trị tài sản Tính lấy cắp trị giá hơn 20 triệu đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Tính đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Trước đó, Tính đã từng bị xử phạt 4 năm tù giam về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.